chuối rồi. Mẹ chuối. Mẹ chuối. Mẹ chuối. Mẹ chuối. Mẹ chuối. Thôi. Thôi đi. Vẫn vẫn già vậy ha. Già năm ăn. Ông này năm mấy tuổi nè? 51 hả? Đó, nãy ông nói 51 tuổi rồi. Hai mày mà chị nó thấy rồi mà không? Không. Bả đưa bả cứu rồi đi. Để họ ăn chuối ra. Rồi. Rồi. Con mắt này mở con rồi nè. Ông bò kêu đây đó hả? Ừ. Bò lấy nước chuối đó. Ông ăn không? Ăn ăn chú. Ăn hết trái rồi. Thanh Hải xin chào mừng cô chú anh chị em đến kênh Ngô Giang Vlog nha. Một buổi sáng một ngày gầm. Hãy kính chúc cô chú anh chị em được sức khỏe bình an nha. Các bạn cô chú ơi, bữa nay hãy đi gầm á. Cái chùa Phú Long Tự đợt này hãy quay cho các bạn cô chú một hướng mà hãy trăn trở hoài á. Hôm nay hãy đi chùa xong rồi hãy quay cho các bạn cô chú xem ông Nguyễn về nha. Cầm tháng 10 nha, cầm tháng 10. Này chùa nó Hậu Giang cô chú anh chị em nha. Nè. Đây nè cô chú anh chị. Chùa này Hậu Giang ha. Nè, chỗ này cái chỗ này là ông Nguyễn về nè cô chú anh chị. Ở đây chùa này kia nè. Nè cô chú anh chị. Chùa này lâu đời lắm cô chú anh chị ha. Đây hay quay cô chú anh chị xem. Đây này mà hãy cho các bạn cô chú quay ông quy ông về Hậu Giang nha. Đây là một lời hứa đây, hãy đến đây quay cho các bạn cô chú xem ha. Chuyến này ông về cô chú ơi. Mấy lần trước á, thì không có về nha. Chuyến này ông quy ông về rồi. Đây này cô chú. Này ông quy nè. Một lời hứa bữa nay hãy quay các bạn cô chú xem nha. Ở này ở Hậu Giang cô chú nha. Đây. Ông này nè. Ông Quy nha. Mấy lần trước hãy hứa quay cô chú cho em xem á. Chứ này ổng này nha. Cười cái ông ơi. Cười đó, ổng có ra đó. Lúc nào ra đó. Qua đây hơn nè, mấy lần ông Quy ơi. Nhỏ giờ đâu có lên đâu. Ông cười giùm con cái coi. Bảy bây giờ bữa nay mới gặp á. Hỏi đi. Hiền. Mày hỏi con đi đâu hả? Đây là bạn cô chú. Ở đây hỏi về nha. Dạ. Đừng có về sớm nha. Chưa. À, ừ. Ông vàng vàng của chú ha, cái màu ha. Cái này là ông Quy ơi, chùa Phú Long Tự của Hậu Giang nha cô chú. Chùa Long Kinh Giữa. Chùa Phú Long Kinh Giữa đó. Chùa Kinh Giữa là chùa Phú Long, chùa ông Mười. À, chùa của ông Mười đó. À, nhiều lắm cô chú, cái này ít cho nên chứ nhiều lắm nha. À. Ủa, có còn có gì cho nó ăn? Có chuối á. Thấy vô kêu ông lại đi. Ăn nữa. Lại. Cục đi ăn nữa. Đây có đi lên kêu bánh không ăn được cho chú ta đi có bánh đường lại cấm con cảm ơn ông Quy. Ông Quy này các bạn cô chú nha. Ông Quy các bạn cô chú nha. Cái này tay hãy đụng. Phải chú vô lên. Cái tay hãy đụng nha cô chú ơi. Cái đồ ông vàng quét nha cô chú nha. Ông đi ngủ gặp con nhỏ hơn này nè. Ôm ôm mập vô đây. Trả lại đó. Ngủ gặp á. Lấm bóng về kinh vô đây trả. Ông mà thấy cháu gì mà cầm điện thoại vậy? Rồi. Các bạn cô chú theo cô chú. Ông Quy cô chú. Này tự tay hãy đụng cô chú nha này nha. Ông Quy cho cô chú đây nè. Ông Quy nha. Một lời hứa hãy quay các bạn cô chú. Lần trước hãy quay á. Hãy quay xong á không có được câu dây này có thiệt nha cô chú chưa? Nó nói giống mặt mẹ em à. Có ông dám không? Chị Chính Thanh nói chặt nó giống à. Mình ông vàng cô chú ha. Ở này ở Hậu Giang mà của quận Nhị Thủy á cô chú chưa? Không biết. Bà Phan ông Quy lên giùm đi. Mỹ vậy. Ở đây chọi với mình còn mãi không dám cầm cái gì.
cho nè. Giờ ông già của chú ông già ha. Rồi nè, ở dưới ao nó bò lên ha. Rồi video này chắc hãy thay từ đây nha. Hãy hẹn cô chú đi sao. Xin chào ạ.